Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Rồi chào em. Em chào anh Tuấn với chào toàn thể cô chú anh chị em mình trên toàn quốc nha. Hôm nay em có số mai tàng với phôi giao lưu cùng cô chú anh chị em ha. Ai thích cây nào ủng hộ cho em cây đó nha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0976533164. Đó cũng là số Zalo của em ha. Hình thức là em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Mình đi vô cây số 1 luôn ha. Rồi, mã số 1. Cao. Cao là 1m2 ha. Ngang là 1m. Rồi, tại cành ở đây. Rồi, hoành là 23 luôn. Rồi, để đây. Giá 1.6 triệu luôn. Rồi, 1.6 triệu cho mã số 1. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 2. Một phôi lực dưới ha. Mã số 2 cao là 74. Rồi, hoành luôn nha quý vị. Hoành là 30 ha. Rồi. Giá là 3.5 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Ôi, nổi không? Mã số 3. Mã số 3. Cao là 1m2. Ngang là 1m. Tay cành chia đều quá ha. Rồi, hoành em nó luôn. Hoành là 22. Rồi, để một vòng. Giá 1.4 triệu luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, 1.4 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 4. Cao là 84. Rồi, hoành em nó luôn. Mình gần ha. Hoành là 27. Rồi. Giá 2.7 triệu luôn. Cái này mình gần nè. Rồi, xuống cây. Gần như gần y như cái nhãn xuồng. Mã số 5. Cao 1m1. Tán ngang 110. Rồi, xây xây. Nhận xương đặt kẹo ha. Hoành là 20. Để đây. Giá 1.4 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Cây mã số 6. Được rồi. Cao là 78. Hoành. Hoành là 27. Rồi, để đây quý vị. Cũ như cũ xứ vậy ha. Rồi, giao luôn như đây em. Giá là 3 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Hai ông mày ráng. Hai ông mày ráng. Rồi, mã số 7. Cao là 1m2. Ngang là 89. Đặt cành đẹp ha. Đặt kẹo luôn. Hoành 20. Rồi. Giá 1.2 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 8. Cao là 77. Hoành là 22. Rồi. Giao luôn như em. Giá 1.3 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 9. Cao là 1m2. Ngang là 77. Hoành là 20. Rồi. Giá 1.2 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Số 10. Cao là 73. Rồi, hoành luôn. Hoành là 19. Rồi.
Giá 1,3 triệu luôn. Rồi xuống cây. Mã số 11. Cao là 1m3. Ngang là 1m. Cái cành vẫn ngang ngang ha, đặt kẹo hết trơn. Kích chết. Hoành là 21. Rồi, để đây. Giá 1 triệu 2 luôn. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây. Dạ, dạ, dạ. Số 12. Cây 12. Cao là 60. Hoành là 22. Giá là 2 triệu 3 luôn. Rồi, xuống cây. Cây 13. Cao 1m3. Ngang 1m. Hoành là 21. Giá là 1 triệu 3 luôn. Rồi, xuống cây. Cây 14. Cao là 56. Hoành là 24. Rồi, xây xây. Giá 2 triệu 1. Rồi, xuống cây. Đây là mã số 15. 15. Cao 1m3. Ngang 80. Hoành là 22. Giá 1 triệu 3 luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 16. Cao là 80. Rồi, vô hoành luôn. Hoành là 20. Rồi, xây xây. Hợp lý nha. Giá 1 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Cây 17. Cao 1m2. Ngang 90. Chừng lật á. Kệ rồi, rồi, rồi. Rồi. Hoành là 20. Rồi, xe xe luôn. Giá 1 triệu 2. Rồi, xuống cây. Chết rồi. Mã số 18 là mã số cuối cùng của em luôn á. Cao là 70. Hoành là 20. Giá 1 triệu 4 luôn. Rồi, xuống cây. À, cuối cùng em cảm ơn anh Tấn với cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Em rất mong cô chú anh chị em tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới nha. Em cảm ơn rất nhiều luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo hiền nha quý vị. À, quý vị xem nếu chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.